Thầy chào các em học sinh lớp 7. Hôm nay thầy hướng dẫn các em giải đề thi giữa kỳ 1 năm học 2022-2023. Môn khoa học tự nhiên, sách kết nối tri thức, đề số 2. Câu 1. Các thao tác chuẩn bị các mẫu vật, dụng cụ thí nghiệm. Lập phương án thí nghiệm nằm ở bước nào trong tiến trình tìm hiểu tự nhiên? Thì các thao tác chuẩn bị các mẫu vật, dụng cụ thí nghiệm, lập phương án thí nghiệm nằm ở bước lập kế hoạch, kiểm tra, dự đoán. Nhớ là nằm ở bước lập kế hoạch, kiểm tra, dự đoán. Do đó thì câu 1 này chọn đáp án là C. Câu số 2. Người ta sử dụng dụng cụ nào để đo thể tích? Dụng cụ dùng để đo thể tích chính là bình chia độ. Do đó thì câu 2 chọn đáp án là D. Câu số 3. Cho mô hình nguyên tử carbon như hình vẽ này. Đề hỏi là số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử carbon. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử carbon là gì đây? Chính là C, là 6. Do đó thì câu 3 chọn đáp án là C. Câu số 4. Đường từ nhà Hoàng tới trường dài 2,4 km. Nếu đi bộ, Hoàng đi hết 0,6 giờ. Nếu đi xe đạp, Hoàng đi hết 10 min, có nghĩa là 10 phút á. Phát biểu nào sau đây là đúng? Thì trước tiên chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta đi tính cái tốc độ đi bộ trung bình của Hoàng là, rồi tốc độ đi xe đạp trung bình của Hoàng là, rồi tính tốc độ này, tốc độ đi bộ của Hoàng là, tốc độ đi bộ của Hoàng là gì đây? Là gì? Là V bằng gì? V bằng x chia cho t. V mẫu đi, x chia t, x chia t mẫu thì cũng được đó. Rồi x quãng đường ở đây chính là 2,4, đem chia cho t mẫu là 0,6. Thì nó ra là bằng 4 km trên giờ. Rồi tốc độ đi xe đạp của Hoàng là bao nhiêu đây? Là V2 thì bằng x chia cho t2 quãng đường á. Quãng đường là 2,4 chia t2 là chia bao nhiêu? 10 phút đổi ra giờ đúng không? Là bao nhiêu đây? Do đơn vị của quãng đường là km mà. 10 phút đổi sang giờ, bởi vì 1 giờ là 60 phút, 10 phút đổi sang giờ lấy 10 chia cho 60 là 1/6. 1/6. 2,4 chia 1/6, 2,4 đem chia cho 1/6. Thì nó bằng là 72/5. Đúng không? 72/5. 72/5 chính là 14,4. Bằng 14,4 km trên giờ. Vậy thì ở đây nó có đơn vị là mét trên giây nữa. Vậy muốn chuyển từ cái chỗ này, nó là có xe đạp này không? Xe đạp là mét trên giây này, đổi về mét trên giây đi. Là 14,4 km trên giờ, muốn đổi sang mét trên giây thì chúng ta chia cho 3,6. Nó ra bằng 4 mét trên giây. Đúng chưa? Đó, mét trên giây. Vậy thì đáp án A, tốc độ trung bình của Hoàng là 4 km trên giờ. Là đúng hay sai? Tốc độ đi bộ trung bình của nó là 4 km trên giờ. Kiểm tra đúng hay sai đây? Là ở
ở đây nó phát biểu nó sẽ là đúng đúng không? Tốc độ đi bộ trung bình của Hoàng là 4 km/h này, cái này đúng rồi đúng không? Đi xe đạp là bao nhiêu? Ô, xe đạp là 14,4, đúng chưa, đúng rồi, thấy không? Này đúng này đó. Rồi tốc độ kiểm tra thấy chưa, đúng không? Tốc độ đi bộ trung bình là 4 km/h đúng nè. Rồi tốc độ đi xe đạp trung bình là 4 m/s đúng luôn. Rồi tốc độ đi xe đạp trung bình là 14,4 đúng không? Đó, đây luôn chưa? Là đúng luôn. Vậy tóm lại thì đáp án đúng chính là cả ABC đều đúng. Do đó câu 4 chọn đáp án là D. Rồi, câu 4 chọn D. Rồi tiếp theo sẽ là câu số 5. Khi đo tốc độ của một vật sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số dùng cảm quan điện thì ta phải chỉnh đồng hồ về chế độ nào sau đây? Khi đo tốc độ của một vật sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số dùng cảm quan điện thì ta chỉnh đồng hồ về chế độ nào sau đây? Thì chúng ta sẽ chỉnh đồng hồ về chế độ gì? Về chế độ là mốt A B thế chưa? À, thì đương nhiên B này. Cái này là chúng ta bỏ cái này đi nha, xóa cái này chưa? Vậy thì câu 5 này chọn đáp án đúng là đáp án gì? C. Chỉnh về mốt nha chưa? Mốt A rồi dấu mũi tên qua lại này, B này. Ở câu số 6. Từ đồ thị quãng đường thời gian ta không thể xác định được. Thì chúng ta thấy đáp án A này là gì? Quãng đường vật đi được trong một thời gian cho trước trên đồ thị, cái này đúng rồi. Đáp án B, thời gian vật đi hết quãng đường xác định trên đồ thị, đúng luôn. Rồi đáp án C là tốc độ của vật trong thời gian xác định trên đồ thị, cái này đúng. Vậy thì đáp án D là quãng đường vật đi được trong một thời gian không có trên đồ thị, cái này là sai rồi. Quãng đường đồ thị, quãng đường thời gian thì tất nhiên phải có rồi, đúng không? Đây, cái đây là sao? Không có trên đồ thị là sai rồi. Thấy chưa? Do đó thì đáp án D cho câu số 6. Câu số 7. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông thì tốc độ lưu thông này điền vào đây thì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe là, thì để đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông thì tốc độ lưu thông gì đây? Tốc độ lưu thông gì? Tốc độ lưu thông càng cao thì khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe càng gì? Càng lớn, đúng không? Do đó thì câu 7 này chọn đáp án A thôi. Số 1 điền chữ càng cao, còn số 2 điền chữ càng lớn. Câu 8. Dùng quy tắc 3 giây để ước tính khoảng cách an toàn khi xe chạy với tốc độ là 68 km/h. Dùng phương pháp 3 giây. Thì thứ nhất là chúng ta đổi cái 60, cái này là hình như là 80 đúng không? 80 à, 68 coi thử. 68 này chia cho 3,6 đổi xong bắt chân dài à, rồi chúng ta sẽ đổi cái 68 km/h sang mét trên giây đi. Do ở đây đơn vị đáp án là mét. Do đó chúng ta đổi nè. Đổi 68 km/h này. Đổi sang giây, đổi sang mét trên giây. Là chúng ta lấy 68 chia cho mấy? 68 đem chia cho 3,6. Thì nó bằng là 170/9. 170/9 mét trên giây.
Rồi sau đó chúng ta trình bày đó là khoảng cách an toàn của xe theo 3 giây là khoảng cách an toàn của xe theo 3 giây là gì đây? Sẽ là gì? X bạn V nhân T. Mà V ở đây là bao nhiêu? Là 170 phần 9. Còn T là bao nhiêu? T là 3 giây. Rút gọn cho 3 đi là còn mấy đây? 170 phần 3. 170 phần 3 thì chúng ta đổi luôn, 170 chia 3 thì nó ra là 56,6. Xấp xỉ là 56,6 làm tròn á. Nó chính là 56,67 á. Giờ đó câu 8 chọn đáp án A. Câu 9. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng? Đáp án A, trao đổi chất tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống. Cái này đúng rồi. Đáp án B, chuyển hóa năng lượng là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Hoàn toàn chính xác. Đúng luôn. B đúng. Đáp án C, trao đổi chất lấy các chất từ môi trường và thải ra môi trường chất gì? Thì cái này sao sao nó mâu thuẫn đúng không? Trao đổi chất lấy các chất từ môi trường và thải ra môi trường chất gì? Thì cái này sai đúng không? Này là sai rồi. Trao đổi chất là quá trình lấy các chất từ môi trường, biến chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể và tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời trả lại cho môi trường các chất thải. Thì cái này là sai rồi, khoanh đầu cái này thôi. Còn đáp án D, trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng luôn gắn liền với nhau. Cái này hoàn toàn chính xác, đúng rồi. Câu 9 chọn C. Câu số 10. Sản phẩm của quá trình quang hợp là gì? Sản phẩm của quá trình quang hợp chính là gì? Chính là glucose và khí oxygen. Do đó thì câu 10 chọn đáp án A. Câu 11. Một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới quá trình quang hợp axit xanh là một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình quang hợp của cây xanh. Chính là gì đây? Chính là gì? Chính là nước đúng không? Chính là nước này, ánh sáng, khí carbon dioxide và nhiệt độ. Do đó thì câu 11 chọn đáp án D. Câu 12. Nguyên liệu quá trình hô hấp tế bào là nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào chính là gì? Chính là glucose và khí oxygen. Do đó thì câu 12 chọn đáp án B. Câu 13. Nhóm nông sản nào sau đây thường được bảo quản bằng tủ lạnh hoặc kho lạnh? Nhóm nông sản mà được bảo quản bằng tủ lạnh hoặc kho lạnh chính là gì đây? Chính là đó ngoài rau cải này, cà chua, bắp cải đúng không? Đâu ngoài rồi đúng không? Đâu ngoài chưa? Còn hạt lúa mà đâu có bỏ tủ lạnh được đâu, thấy không? Hạt lúa là sai loại này, hạt ngô là không bỏ tủ lạnh được này. Lọt cũng vậy này chứ, chỉ có rau cải, cà chua, cải bắp, bắp cải thì bảo quản trong kho lạnh hoặc tủ lạnh. Rồi câu 14. Sự biến đổi nào sau đây là chuyển hóa năng lượng trong cơ thể con người? Thì đáp án A là quang năng, hóa năng là không phải là đúng không? Đáp án B là hóa năng thành nhiệt năng. Thì chúng ta nhớ là sự biến đổi hóa năng thành nhiệt năng là chuyển hóa năng lượng trong cơ thể con người. Đó là quá trình phân giải tạo ra năng lượng của cơ thể. Do đó thì câu 14 này đáp án đúng ở đây chính là
đơn bi từ hóa năng sơn quang năng sơn nhiệt năng, được chưa? Hóa năng sơn nhiệt năng. Câu 15. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về các yếu tố ảnh hưởng tới quang học? Thì đó nghe là nhiệt độ dưới 10 độ, nhiệt độ thấp dưới 10 độ C thuận lợi cho hầu hết các loại cây quang hợp. Cái này là sai, bởi vì nhiệt độ thuận lợi nhất cho hầu hết các loại cây quang hợp là từ 25 độ C đến 35 độ C. Nếu nhiệt độ quá cao trên, chẳng hạn như là trên 40 độ C hay quá thấp là dưới 10 độ C sẽ làm giảm hoặc ngừng hẳn quá trình quang hợp, nhớ chưa? Nếu trên 40 độ C hoặc là thấp dưới 10 độ C sẽ làm giảm hoặc là ngừng hẳn quá trình quang hợp. Thích hợp ở đây chính là từ 25 đến 35 độ C. Vậy thì đây là sai rồi, đó nghe là sai. Do đó là câu 15, chọn nó nghe. Từ câu 16. Câu 16 này. Vì sao không nên để nhiều hoa và cây xanh trong phòng ngủ kín? Chúng ta không nên để nhiều cây xanh và hoa trong phòng ngủ kín, bởi vì sao? Bởi vì ban đêm cây ngừng quang hợp nhưng vẫn diễn ra hô hấp. Mà khi hô hấp thì cây lấy vào gì? Lấy vào khí oxygen và thải là khí carbon dioxide, dẫn tới ảnh hưởng đến quá trình hô hấp của con người. Do đó thì câu 16 này chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án B. Về ban đêm cây ngừng quang hợp này nhưng vẫn diễn ra hô hấp, cây lấy khí oxygen này và thải ra khí carbon dioxide, dẫn đến ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của con người. Câu 16 là chọn đáp án B. Rồi phần số 2 là phần tự luận. Bài số 1 nè. Quan sát mô hình nguyên tử nitrogen sau. Đây. Câu A này, áp dụng mô hình nguyên tử của bo mô tả cấu tạo của nguyên tử nitrogen. Thì nguyên tử nitrogen này chúng ta thấy có mấy chấm đen này, một cái vòng ngoài cùng đây là 1 2 3 4 5 chấm đen. Vòng ở trong đây là hai nữa là mấy? 7. Vậy nguyên tử nitrogen này có hạt nhân mang điện tích là đích dương, đúng không? Và có 7 electron chuyển động xung quanh hạt nhân. 7 electron này được xếp thành hai lớp. Hai lớp đúng không? Cái vòng tròn, một vòng tròn, một lớp ngoài, lớp trong là vòng tròn trong này, hai lớp, lớp trong cùng là có hai electron và lớp tiếp theo là có 5 electron, thấy chưa? Rồi chúng ta trình bày câu A chỗ này đi, chia sẻ không đủ nè. Câu A nghe chưa? Nguyên tử nitrogen gồm có hạt nhân mang điện tích dương nguyên tử nitrogen thì gồm có hạt nhân mang điện tích dương, đúng chưa? Và có 7 electron đó. Và có 7 electron chuyển động quanh hạt nhân, chuyển động nè quanh hạt nhân. Chuyển động quanh hạt nhân nha. 7 electron này
bãi ở trong này xếp thành hai lớp, xếp thành hai lớp. Bãi ở trong này xếp thành hai lớp, lớp trong cùng là có hai ở trong, đúng chưa? Một hai này, lớp trong cùng có hai electron, lớp tiếp theo có 5 electron, lớp tiếp theo có 5 electron. Rồi xong câu A. Rồi câu B này, câu B là biết nitrogen có 7 neutron trong hạt nhân, tính khối lượng nguyên tử của nitrogen. Thì nitrogen này có số proton là mấy rồi? Là có 7 electron thì 7 proton đúng không? Thì nguyên tử nitrogen này có 7, có số proton, số electron là bằng 7 rồi. Vậy thì khối lượng nguyên tử của nitrogen bằng tổng khối lượng của gì? Các hạt proton, neutron và electron. Đúng không? Rồi. Thứ nhất, ý thứ nhất chúng ta có gì đây? Nguyên tử nitrogen có số proton là số B á, bằng số A. Số A trong á là bằng 7. Đơn vị là hạt, đúng không? Đó. Số proton bằng số A trong là bằng 7 hạt. Thứ hai, chúng ta tính khối lượng nguyên tử nitrogen, khối lượng nguyên tử nitrogen thì bằng gì đây? Là gì đây? Chúng ta sẽ lấy 7 này nhân cho 1, đúng chưa? Cộng cho 7 nhân cho 1. Rồi cộng tiếp cho ở trong này là 7 nhân mấy này? Nhân cho 0,00300 này. 55, nhớ chưa? Đó. Rồi bấm máy tính là xong. 7 nhân 1 là khỏi nhân đi. 7 nhân 1 là 7, được 7 nhân 1 là 7, cộng 7 tiếp, được cộng cho 7 nhân cho 0,00055 thì nó bằng 14,00385 này, bằng 14,00385 AMU. Chúng ta biết sao mà có số 1 đây không? Bởi vì của thằng khối lượng của thằng AMU, khối lượng theo AMU của thằng proton á, bên ở trong là đều là bằng 1 hết rồi. Thì đó chúng ta nhân ra 1 thôi. Còn khối lượng theo AMU của thằng electron là 0,00055. Đó. Tính tổng là được là 14,00385 AMU. Rồi chúng ta kết thúc bài số 1. Bài số 2. Một xe máy lên dốc với tốc độ là 16 km/h. Khi xuống lại dốc đó, xe máy này chuyển động nhanh gấp đôi khi lên dốc. Tính tốc độ trung bình của xe máy trong cả hai đoạn đường lên dốc và xuống dốc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính cái thời gian lên dốc trước, đúng không? Tính thời gian lên dốc trước, rồi tiếp tục là tính gì nữa? Tính cái thời gian xuống dốc, rồi tính tốc độ trung bình. Rồi thứ nhất là chúng ta tính là thời gian xe lên máy lên dốc là thời gian xe máy lên dốc là gì đây? Là T1 sẽ bằng là quãng đường là x chia cho V1 bằng x. Thì V1 ở đây họ cho là 16 nè, đơn vị là giờ. Rồi ở đây chúng ta lưu ý nè,
Khi xuống lại dốc đó thì xe máy chuyển động nhanh hơn gấp gấp đôi khi lên dốc. Có nghĩa là vận tốc của nó bây giờ là gấp đôi lên là mấy? 2V đúng không? Đó. Rồi chúng ta tính được thời gian xe máy này xuống dốc. Thời gian xe máy xuống dốc là bao nhiêu? Là T2 sẽ bằng quãng đường chia cho V2. Mà V2 đây là gấp đôi lên là 2 nhân 16 này. Vậy thì bằng x chia 2 nhân 16 là x chia cho 32 đơn vị là giờ. Và lúc này tốc độ trung bình của xe máy trong cả hai đoạn đường lên dốc và xuống dốc là. Vậy thì tốc độ trung bình của xe máy trong trong cả hai đoạn đường lên dốc và xuống dốc, tốc độ trung bình của xe máy trong cả hai đoạn đường lên dốc và xuống dốc là bao nhiêu đây? Là V trung bình sẽ bằng x cộng x đúng không? Đó. Quãng đường giống nhau mà, x cộng x chia cho T1 cộng T2. Rồi thì bằng đây x cộng x chính là bằng 2x. Còn T1 chính là x chia cho 16. T2 là x chia cho 32. Thì cái này chúng ta sẽ quy đồng thôi. Là rút gọn mắt được này đó. Bỏ đi x đi, đúng không? Bỏ x là còn là 2 này. Chia 1 phần 16 cộng cho 1 phần 32. Bấm máy tính. Tử là 2, dưới mẫu là 1. 1 phần 16 cộng 1 phần 32 thì nó bằng là 21,3. Sắp xỉ là bằng 21,3 đơn vị là mấy, đơn vị là km nhé, đúng không? Km trên giờ. Vận tốc trung bình của xe máy trong cả hai đoạn đường lên dốc và xuống dốc là 21,3 km/h. Bài số 3, xác định công thức hóa học của hợp chất canxium nitrat có cấu tạo từ Ca, có nghĩa là từ canxi á, và nhóm NaO3 chính là nhóm nitrat. Tính khối lượng phân tử của hợp chất canxium nitrat, tức là canxi nitrat á. Thì bây giờ ý thứ nhất là chúng ta làm gì? Để yêu cầu là xác định công thức hóa học của hợp chất canxi nitrat. Thì thầy sẽ xác định công thức của nó. Công thức hóa học của hợp chất, công thức hóa học của hợp chất canxi, canxium nitrat là gì đây? Thì chúng ta có canxi này, Ca này, rồi ghép với NaO3. Thì đây chúng ta chú ý này, canxi thì nó có quá trị mấy? Quá trị là 2. Còn NaO3 là quá trị 1. Vậy thì hóa trị của này là chỉ số của cái này, nghĩa là vậy thì cái số 2 hay là mã này sẽ thành quá trị, thành chỉ số của thằng NaO3, được chưa? Còn hóa trị của thằng NaO3 chính là chỉ số của thằng canxi, và nó chính là CaNO3 hai lần. Và công thức của hợp chất canxium nitrat chính là CaNO3 hai lần. Rồi, ý thứ hai là tính khối lượng phân tử của hợp chất canxi nitrat.
khối lượng phân tử của nó sẽ là gì đây? Là phân tử khối á. Khối lượng phân tử của CaNO3 hai lần là khối lượng phân tử của CaNO3 hai lần là gì đây? Canxi là bao nhiêu? 40 này, canxi là 40. Canxi có nguyên tử khối là 40 cộng cho nitơ là mở ngoặc đang bây giờ. Nitơ là nguyên tử khối là 14 cộng cho oxy nguyên tử khối là 16 mà có 3 oxy là nhân cho 3 cộng 16 nhân 3. Và cái NO3 này là hai lần, do đó chúng ta nhân thêm cho 2 nữa nè. Rồi. Vậy là 40 cộng cho mở ngoặc ra là 14 cộng cho 16 nhân cho 3. Đúng chưa? 16 nhân 3. Đem nhân cho 2 nữa nè. Nó ra là 164. Ở đây đơn vị là đơn vị carbon. Vậy khối lượng phân tử của CaNO3 hai lần chính là 164 đơn vị carbon. Tiếp theo là bài số 4. Những đặc điểm của lá thích nghi với chức năng quang hợp. Đặc điểm thứ nhất là phiến lá có dạng bản mỏng, diện tích bề mặt lớn giúp thu nhận được nhiều ánh sáng. Đặc điểm thứ hai là trên phiến lá có nhiều gân giúp vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm quang hợp. Đặc điểm thứ ba là lớp biểu bì lá có nhiều khí khổng, là nơi carbon dioxide đi từ bên ngoài vào bên trong. Vượng trong lá và khí oxygen đi từ trong lá ra ngoài môi trường. Đặc điểm thứ tư là lá chứa nhiều diệp lục, lá chứa nhiều lục lợp hay gọi là bầu quang hợp, có các hợp diệp lục có khả năng là hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những video lần sau. Chào tạm biệt các em.